run, 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 run. Đi, đi, đây này. Hello everyone. Hôm nay thì bố Baby vẫn đang trong chương trình camping. Thì hiện tại thì để kiếm đồ ăn buổi tối thì bố Baby sẽ thực hiện đi câu cá. Đi về bạn. Đây hôm nay bố chú Phúc đi, bố có chuẩn bị là lưới câu. Đấy, bố ở đây lưới câu của Baby đây. Đấy thì còn đây là đây dao này là mình phải mang theo để sinh tồn. Còn đây là một cái dụng cụ để chúng ta cho kiếm đồ để chúng mình làm câu. Đấy, mồi câu. Đấy, chúng ta cho vào đây. Cho vào đây. Đi 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 sang đây rồi. Đi sang đây rồi. Đi sang đây. Đánh tiền bán nó ghép đồ này. Ngồi đấy. Vào đây này. Đây là hai bộ con mình đi đi kiếm một chút đi. Nhé. Đi. Nhanh lên. Mình đồ rút này. Đấy, đấy là cái không không cần tùy không. Đấy. Run, run này khó kiếm. Đấy, đi, đi lại đây. Không có. Đấy, đi. À, đây có này. Run, 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 đấy, đấy. Đấy, đấy. Đi, đi, đây này. Đấy, run đấy. Lắp lại nhé. Đi, mình đi. Mình đi thôi. Đi thôi đi. Đi. Ờ, đi đi. Đi. Đây không có cá đâu. Đầu này mới có cá. Đi lên. Đầu này mới có cá. Cá đâu. Tối về mình nấu ăn buổi tối nhá. Mày đi. Mình đi đấy. Anh đấy. Đi ngồi đấy nhá. Đi ngồi đấy. Ngồi đấy để ba đi lấy cần. Không.
Rồi. Rồi, bị cầm cái này cho ba. Nào. Đi. Rồi, bị cầm này. Cầm đây. Cầm này nhá, để ba chân 1 cân đó. Cầm 1 cân cho đi nữa. À. 1 cân là biết nào. Cần đi trước nhé. Nó cần nữa. Ôi, xong rồi. Cái này có bia rồi. Hai kia bạn. Ui. Đây. Mình đi ra đi. Đi. Đó, đi ra đi. Rồi. Đứng ngồi đây nhá. Đứng ngồi đây. Cầm cầm lại. Cầm bắn nhá. Cầm lại. Bí ngồi câu nhá, ba bà lên được uống nhá. Đó, ba xin uống nhá, ngồi đấy. Ngồi đây câu đi. Trông không cần cho ba nhá, thấy chưa? Ừ. Dưới đây đi. Hả? Thảo? Thảo? Hả? Thảo? 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 Hả? Thảo? Sao mặt sợ vậy? Hả? Vào đây. Hả? À, đây đây đây. À, đây 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 đây. À, đây 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 đúng không? À, đây đúng không? À, rồi rồi. Rồi. Đi câu cá đó. À. Ôi xưa. À, to nha. Hả? Đây nè.
Ô cá cắn bi cá cắn nhanh đi ra đây, thấy không? Đấy. Thấy không? Rồi. Ừ. Trở về nhá. Ở trong đấy thì ba rửa tay nhá. Đó. Cá này. Đó, mình về thôi. Đi. Về để nấu ăn. Đi anh. Đi mi. Ở đây, đi. Đi, nhanh lên. Còn một câu nữa là mua tối rồi. Nhanh lên. Tối. Nhanh đi, nhanh đi, nó tối. Về mình nấu ăn nhá. Từ ơi, để ba ơi. Ra đây. Nhanh đi, nhanh đấy. Rất là tối đấy bia. Đây để ba bật cái bóng lên nào. Rồi, bật cái bóng đèn tích điện lên cái nào. Sao không sáng nhỉ? Đó. Rồi, đi ngồi xuống đây. Đi ngồi xuống đây nhá. Đi ngồi đây. Đó, ngồi đây. Ngồi chị bá nhá. Chị bá đi đường cá đây. Đi đợi chưa? Đợi ra, đợi ra, đợi lên nữa. Thì để bán được cá nhá, được cá với nước khoai ra nhá. Rồi, à, lên ghế ngồi đi. Lên ghế đi. Rồi, ok, ngồi đấy nhá, để bán lấy khoai nữa. Quế tây này nhá. Đó. Đúng rồi. Này đi bán nướng khoai này nhá. Đây bán nướng. Đây là đây ngày thứ hai bố ấy đi cắm trại. Chuyến đi này giữa tuần cho nên là chị Pichuka không tham gia cùng được. Đây là cá nha. Đây bên này cá này. Đây, cá hai bố con vừa bắt được trường đây đây. Bên nào bên cá bên này. Yeah. Đây, cá này. Chín lên đi ạ. Chín rồi. Nóng đấy nhá, ra nước nóng thì ăn được nóng đấy, nóng tí nữa mai nhé, nóng mà nóng nóng chưa, nóng 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 nóng
Thì ba làm này mình vào trong kia mình ngồi nhé. Ba cắt ra đây nhé. Ba lấy nhá, nóng đấy. Nóng nhá. Cắt khoai tây cho Bi nhá. Khoai tây rất là ngon. Thơm quá, Bi ạ. Nào Bi, nóng. 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 Rồi everyone. Hôm nay đây là thành quả của bố với Bibi, đây là của bố câu được. Nào, Bi nào, Bi nào, nhìn đây nè, đây, đây cá của Bibi câu được đây. Và đây là khoai, khoai mang ở nhà đi. Còn đây là khoai tây cũng thế, là cả mua ở chợ. Bibi và bố mua ở chợ. À Bi nào, Bi đói lắm rồi mọi người. Nên xin phép mọi người là Bibi với bố chuẩn bị ăn tối đây. Mời mọi người về ăn tối. Hôm nay ở ngoài này thời tiết rất là đẹp để camping. Nóng đi. Thế nào, nóng rồi. Ờ, để ba lấy khoai tây nhá. À đây này. À. Thấy chưa? Đó, đó, để ba cắt đây, nóng này. Nóng lắm, nóng điện, nóng, chưa ăn được. Chạy biết rồi chưa ăn được. Ờ, biết rồi, đói, ba phải đói rồi. Biết Bi này vất vả rồi, Bi này câu cá rồi. Bi này còn chống cả cần của ba này câu cá mà. Hả, ngon nha. Đây là món khoai tây mọi người nhá. Potato. Còn đây potato sweet. Còn đây là fish. À, để cho Bi viên được. À, nóng ấy con ạ. Nóng. Nóng không? Ăn được không? Nóng không? Nó từ đấy, từ đấy, vào dính đi con. Đó. Ngon thế, mì ngon lắm. Nói nào, à, Bi xúc đi nhá. Đây, Bi xúc đi. Bi xúc đi để ba ấy. Để ba, đây, từ từ nào. Để ba đi coi em. Ăn từ từ thôi. Ăn từ từ Bi ạ. Ăn miếng bé thôi Bi ơi. Miếng bé thôi. Ngon nhỉ. Dân đi. Ngon nhỉ. Ăn nhỉ? Sẽ thưởng thức món cá nhé. Cá này rất là ngon. Rất là ngon miệng. Cực kỳ ngon. Đây, cá này. Cá này siêu ngon. Cá. Cá. Đi không ăn mọi người ạ. Cá rất là béo. Một chút cá. Bên trứng cá nè. Đi không ăn cá.